Thời gian qua, các đoàn giám sát của Quốc hội đã đổi mới phương thức nội dung hoạt động với việc chỉ rõ địa chỉ, nêu trách nhiệm trong thực hiện chính sách. Qua giám sát, bước đầu cho thấy đã có những động thái chuyển biến tích cực để ngăn lãng phí tiếp tục kéo dài. Phương châm đổi mới, giám sát có trọng tâm, trọng điểm của Quốc hội đã và đang được cử tri và nhân dân đánh giá cao, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động này. Hơn 2.500 tỷ đồng đã được đầu tư xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, nhưng hiện cơ sở này vẫn bỏ hoang. Trong khi đó, bệnh viện này hàng ngày quá tải, với trung bình 6.000 đến 8.000 người đến khám bệnh một ngày. Tại khu điều trị, bệnh nhân phải nằm ghép giường đôi, thậm chí ghép ba. Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 cũng cùng chung số phận sau khi được đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng. Lãng phí từ các công trình nghìn tỷ kéo dài nhiều năm khiến dư luận không khỏi xót xa. Không phải chỉ có người dân mà các cán bộ y tế, Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức chúng tôi cũng rất là mong chờ hai cái dự án này hoàn thiện. Tuy nhiên thì cũng đến hôm nay cũng được 8 năm rồi thì hai cái bệnh viện vẫn chưa thể đưa vào sử dụng. Chúng tôi hy vọng với cái nhiệm vụ chức năng của mình thì các cái đoàn giám sát Quốc hội sẽ thúc đẩy các cái dự án này sớm đi vào hoạt động. Hoạt động giám sát phải làm đến nơi đến chốn, ghi nhận được hơi thở cuộc sống để phản ánh tới nghị trường. Đổi mới đó, đoàn giám sát của Quốc hội đã chỉ rõ lãng phí trong đầu tư công đối với hai dự án này. Sau cuộc giám sát, Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp kiểm tra hai dự án, yêu cầu thành lập tổ công tác đánh giá lại toàn bộ quá trình thực hiện dự án và đề xuất giải pháp cụ thể. Các cái hoạt động giám sát sống ấy, thì có thể là địa phương, có thể là chính phủ có chuyện đồng ngay để tổ chức mà điều chỉnh này, xem xét này, rồi thúc đẩy này, tất cả những cái điều mà hoạt động giám sát đã kết luận. Cái này rất nổi bật, đã chọn rất đúng cái vấn đề và nhóm vấn đề để đi giám sát. Trong năm 2022, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành 4 cuộc giám sát chuyên đề, trong đó yêu cầu đặt ra là các cuộc giám sát phải chỉ rõ địa chỉ, nêu rõ trách nhiệm. Vì vậy, trong quá trình tiến hành giám sát tại các bộ ngành địa phương, các đoàn giám sát đã triển khai có trọng tâm, trọng điểm, chỉ rõ những điển hình cụ thể, những nơi còn yếu kém trong tổ chức thực hiện. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã xem xét cho ý kiến kế hoạch chi tiết, đề cương trong báo cáo của các đoàn giám sát chuyên đề, sử dụng tối đa hiệu quả các cái kết luận của các cái cơ quan như thanh tra, kiểm toán cũng như cơ quan kiểm tra và lựa chọn các cái địa phương sau khi đã xem xét báo cáo của cơ quan thành lập tổ công tác để làm việc với các cơ quan các địa phương trước khi đoàn giám sát xuống tổ chức giám sát. Thì rõ ràng những cái hoạt động đổi mới này đã góp phần rất quan trọng vào cái việc mà nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội. Hiệu quả giám sát sẽ là thước đo việc đổi mới hoạt động của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của cử tri. Phương châm giám sát có trọng tâm trọng điểm sẽ giúp hoạt động giám sát của Quốc hội có sức nặng hơn, đã giám sát là sát thực tế, sát trách nhiệm và tạo chuyển biến.